Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Xe buýt cháy rụi trên cao tốc Ấn Độ, 25 người chết. Xe buýt đâm cột điện trên cao tốc ở bang Maharashtra và bốc cháy, khiến ít nhất 25 hành khách thiệt mạng và 8 người bị thương. Quan chức cảnh sát Baburao Mahamuni cho biết chiếc xe buýt đêm 30 tháng 6 đang trên đường tới thành phố bên bang Maharashtra, Tây Ấn Độ, thì đâm vào cột điện và bị lật. Bình nhiên liệu rò rỉ và bốc cháy sau tai nạn, khiến cả chiếc xe buýt bị thiêu rụi. Có khoảng 30-35 người trên xe buýt, trong đó 25 người chết và 8 người bị thương. Mahamuni nói thêm rằng có trẻ em trong số những người thiệt mạng. Những người bị thương, trong đó có tài xế, đã được đưa tới bệnh viện gần đó. Tài xế khai rằng xe bị nổ lốp trước khi đâm cột điện, nhưng cảnh sát đang chờ người này hồi phục hoàn toàn để tìm hiểu thêm thông tin. Giới chức cho hay nhiều thi thể nạn nhân đã bị cháy đen và đội pháp y đang trên đường tới hiện trường để hỗ trợ công tác nhận dạng. Ưu tiên tại thời điểm này là nhận dạng thi thể và bàn giao cho người nhà, cảnh sát trưởng Sunil Karasin cho biết. Một người sống sót cho biết anh và người bên cạnh đã tìm cách đập cửa kính cửa sổ xe và thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chúng tôi thấy nhiều người bị lửa nuốt chửng, nhưng đám cháy quá lớn, chúng tôi không thể làm được gì, anh nói. Thủ tướng Narendra Modi đăng trên Twitter rằng ông vô cùng đau lòng trước vụ tai nạn xe buýt thảm khốc ở Buhana. Thủ hiến Maharashtra Etransini cho biết sẽ hỗ trợ 50.000 rúp, tương đương 6.100 USD cho gia đình những người thiệt mạng. Ấn Độ thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Theo báo cáo được Ngân hàng Thế giới công bố năm 2021, Ấn Độ chiếm 11% số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn đường bộ toàn cầu, dù chỉ chiếm 1% số phương tiện trên thế giới. Báo cáo ước tính có 150.000 ca tử vong do tai nạn xe hơi ở Ấn Độ hàng năm, tức là cứ 4 phút lại có một người chết. Tai nạn giao thông gây thiệt hại nặng nề, khoảng 75 tỷ USD mỗi năm, cho nền kinh tế Ấn Độ. Hồi tháng 5, ít nhất 21 người thiệt mạng khi chiếc xe buýt lao ra khỏi cầu Ấn Độ. Nguyên nhân được cho là do tài xế ngủ quên. Tháng 10 năm 2022, ít nhất 31 người chết sau khi xe buýt chở khách dự đám cưới rơi xuống vực sâu ở miền Bắc Ấn Độ. Tin tiếp theo, Pháp triển khai thiết giáp cùng 45.000 cảnh sát dẹp bạo loạn. Giới chức Pháp thông báo triển khai 45.000 cảnh sát trên toàn quốc cùng thiết giáp để đối phó bạo loạn sau vụ thiếu niên bị bắn chết. Bộ Nội vụ Pháp ngày 30 tháng 6 thông báo cảnh sát nước này bắt 875 nghi phạm bạo loạn trong một ngày qua. 249 cảnh sát bị thương trong những vụ đụng độ, song không ai trong tình trạng nghiêm trọng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin cùng ngày thông báo nước này sẽ triển khai 45.000 cảnh sát trên toàn quốc, tăng 5.000 nhân sự cho với ngày trước, cũng như điều động nhiều đơn vị đặc nhiệm. Thủ tướng Elizabeth Bonny cho biết lực lượng quân cảnh Pháp sẽ triển khai thiết giáp. Bạo loạn bùng phát sau vụ cảnh sát Pháp bắn chết Nahen, 17 tuổi, sau khi dừng xe của thiếu niên này để kiểm tra hồi đầu tuần. Sự việc này nóng trở lại tranh cãi về tình trạng cảnh sát phân biệt đối xử với người sống tại các khu ngoại thành, vốn có thu nhập thấp và đa sắc tộc. Bất chấp phản ứng từ chính phủ Pháp, bạo loạn tại nước này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chính phủ Pháp cho biết trong đêm 29 tháng 6, người biểu tình đã đập phá 492 công trình, đốt 2.000 phương tiện giao thông và gây ra khoảng 3.880 vụ cháy trên cả nước. Bộ Nội vụ Pháp thông báo dịch vụ xe buýt và xe điện tại Paris sẽ dừng hoạt động từ 21 giờ mỗi đêm tới sáng hôm sau. Cơ quan này cũng cấm bán pháo hoa cỡ lớn và một số dung dịch dễ cháy. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 30 tháng 6 nói tình trạng bạo loạn bốn đêm liên tiếp là sự trục lợi không thể chấp nhận được từ cái chết của một thiếu niên ở một số khu vực. Ông Macron nhận định thành phần tham gia chủ yếu là thanh thiếu niên. Tình hình leo thang một phần bởi nội dung bạo lực được lan truyền trên các mạng xã hội như TikTok và Snapchat. Chính phủ Pháp đang nỗ lực tái diễn tình trạng bạo loạn kéo dài nhiều tuần như cuộc khủng hoảng năm 2005, bùng nổ sau cái chết của hai trẻ gốc Phi trong một vụ truy đuổi của cảnh sát. Khoảng 6.000 người bị bắt do liên quan đến sự việc năm 2005. Tin kế tiếp, 16 cảnh sát Mexico bị bắn cóc được trả tự do.
Nhóm vũ trang bí ẩn trả tự do cho 16 cảnh sát Mexico 3 ngày sau khi bắt cóc họ trên cao tốc ở bang Chiapas. Tôi muốn thông báo tới người dân bang Chiapas và Mexico rằng 16 đồng nghiệp bị bắt cóc của chúng tôi đã được trả tự do chiều nay. Thống đốc Chiapas Rutilio Escandón đăng trên Twitter hôm 30 tháng 6. Các đài truyền hình Mexico phát sóng trực tiếp cảnh 16 cảnh sát đoàn tụ cùng người thân. Benicia Rincon, em gái của một cảnh sát bị bắt cóc, nói rằng anh trai đã phải đi cấp cứu vì huyết áp cao. Escandón cũng gửi lời cảm ơn Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador, lực lượng quân đội, hải quân, vệ binh quốc gia và những người khác đã tham gia giúp đỡ để 16 cảnh sát được trả tự do. Thống đốc bang Chiapas không nêu lý do 16 cảnh sát được thả, cũng như nhóm vũ trang nào đã bắt cóc họ. Trước đó, Mexico kích hoạt chiến dịch giải cứu gồm hơn 1.000 nhân viên lực lượng an ninh bang Chiapas và chính phủ. 16 cảnh sát bị nhóm vũ trang bí ẩn bắt cóc hôm 27 tháng 6 khi di chuyển bằng ô tô trên cao tốc nối thị trấn Ocozocala và thành phố Tutila Gutierrez, thủ phủ bang Chiapas. Những kẻ bắt cóc yêu cầu ba quan chức an ninh nhà nước từ chức hoặc bị sa thải, cáo buộc họ tiếp tay cho một nhóm vũ trang khác. Tổng thống Mexico Obrador hôm 29 tháng 6 đề xuất mở điều tra về ba quan chức này để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin. Nơi xảy ra vụ bắt cóc là một khu vực trung chuyển phổ biến của nhóm tội phạm buôn người và ma túy tại Mexico. Mexico từ cuối năm 2006 phát động chiến dịch chống ma túy quyết liệt với sự tham gia của các lực lượng quân đội. Tuy nhiên, chiến dịch này gây tranh cãi khi không giải quyết được tận gốc vấn đề và càng khiến cuộc đấu đá giữa các băng đảng trở nên khốc liệt hơn. Nước này đã ghi nhận hơn 350.000 vụ giết người và khoảng 110.000 vụ mất tích, chủ yếu liên quan bạo lực băng đảng. Bản tin thứ tư, Mỹ nhận định đợt phản công của Ukraine không như kỳ vọng. Quan chức Nhà Trắng nhận định giai đoạn đầu đợt phản công của Ukraine không như kỳ vọng, song khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với phía Ukraine. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 30 tháng 6 cho biết, chúng tôi tiếp tục làm những gì có thể để giúp họ phản công, như huấn luyện cấp lữ đoàn, các năng lực bổ sung, đưa ra lời khuyên và cung cấp thông tin. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ khi Ukraine triển khai đợt phản công, xong họ sẽ quyết định đi đâu và tiến nhanh thế nào. Ông Kirby đánh giá lực lượng Ukraine đạt được một số tiến bộ, song chính họ thừa nhận rằng điều này không nhiều như họ mong muốn. Ông Kirby từ chối nhận định chiến sự Nga-Ukraine có thể kéo dài trong bao lâu nữa. Các quan chức Mỹ tuần trước nhận định đợt phản công của Ukraine không đáp ứng bất cứ kỳ vọng nào trên chiến trường, trong khi các đợt tiến công cho thấy tuyến phòng thủ của Nga đã được củng cố vững chắc. Nga phá hủy nhiều xe tăng cùng thiết giáp của Ukraine bằng vũ khí chống tăng và mìn, cũng như triển khai lực lượng tác chiến đường không hiệu quả hơn. Một quan chức phương Tây nhận định lực lượng Ukraine đang tỏ ra dễ tổn thương trước các bãi mìn và Nga có năng lực phòng thủ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley ngày 30 tháng 6 đánh giá tốc độ tiến quân của Ukraine chậm hơn kỳ vọng là một phần bản chất chiến sự. Tôi đã nói rằng điều này sẽ mất từ 6 đến 10 tuần, rất khó khăn, rất dài và vô cùng đẫm máu, tướng Milley nhận định. Ukraine tung một số lữ đoàn do NATO huấn luyện với vũ khí phương Tây vào chiến dịch phản công bắt đầu từ đầu tháng 6. Ukraine nhiều lần tuyên bố đợt phản công thành công một phần và quân đội nước này đang tiến thêm mỗi ngày, đồng thời thông báo đã tái kiểm soát chính ngôi làng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine mất nhiều phương tiện cơ giới hạng nặng như xe tăng chủ lực Leopard 2 và thiết giáp M2 Bradley. Ukraine nhấn mạnh giai đoạn chính còn ở phía trước và hối thúc phương Tây cung cấp thêm vũ khí. Một số quan chức Ukraine khẳng định nước này không cố ý trì hoãn đợt phản công. Tuy nhiên, các bãi mìn và ưu thế trên không của Nga cũng như thời tiết xấu cản trở bước tiến của lực lượng Ukraine. Họ cũng bày tỏ mong muốn lực lượng Ukraine có thể tiến nhanh hơn trong đợt phản công. Trong khi đó, quan chức Nga ngày 22 tháng 6 nói Ukraine mất hơn 13.000 binh sĩ, hàng trăm phương tiện cơ giới cùng nhiều xe tăng, thiết giáp sau 16 ngày triển khai nỗ lực bất thành nhằm phá vỡ phòng tuyến của Nga. Họ nhận định tổn thất đáng kể khiến quân đội Ukraine phải giảm hoạt động để tái tập hợp lực lượng. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong series tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, hấp dẫn và cũng nơi chút khó phần nghe khá là lạ nha mọi người.
Và để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Thị trưởng Mexico kết hôn với cá sấu. Thị trưởng San Pedro Huamelula đặt nụ hôn lên cô dâu cá sấu trong nghi thức truyền thống cầu trời ban phước. Victor Hugo Sosa, thị trưởng San Pedro Huamelula, thành phố nhỏ ven biển Thái Bình Dương thuộc bang Oaxaca, ngày 30 tháng 6 thực hiện nghi thức kết hôn với cô dâu cá sấu. Ông cúi xuống đặt môi lên con cá sấu nhỏ đang bị buộc mõm. Nghi thức này tồn tại từ nhiều thế kỷ trước từ các cộng đồng người bản địa Chontan và Huvei ở bang Osaka để cầu nguyện thiên nhiên ban phước. Chúng tôi xin ông trời ban đủ mưa, đủ thức ăn để chúng tôi có cá trên sông, Sosa nói. Osaka nằm ở miền nam nghèo khó của Mexico, là nơi sinh sống của nhiều nhóm dân tộc bản địa vẫn duy trì ngôn ngữ và phong tục truyền thống. Thủ tục kết hôn với cá sấu truyền thống hiện được pha trộn với nghi thức công giáo khi cho cá sấu mặc váy cưới màu trắng cùng những bộ quần áo sặc sỡ khác. Cô dâu 7 tuổi được gọi là công chúa nhỏ. Khi tiếng kèn và tiếng trống vang lên, người dân địa phương bế cá sấu đi quanh làng, trong khi những người đàn ông lấy mũ quạt cho cô dâu. Sự kiện đem lại cho tôi niềm vui, niềm tự hào về nguồn cội, Elia Edith Agula, người phụ trách tổ chức đám cưới nói. Bà cảm thấy rất vinh dự khi được giao trọng trách, cho hay đã dành nhiều thời gian để nghĩ nên cho cô dâu mặc gì. Đây là truyền thống rất đẹp, bà nói. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Để ủng hộ kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ được nhiều khán giả hơn nữa ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nhé. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà về những bản tin tiếp theo nhé. Bye bye.